Đây, cái chất lượng nước trong bể là như thế này đây. Rồi, ok. Chúng ta coi cho lại chất lượng nước. Thì rất là nhiều bạn nói ừ nước xanh xài đèn UV cũng được, nước xanh xài hóa chất cũng được, thì đúng rồi. Có rất là nhiều cách để trị nước xanh, nhưng mà ở đây là lọc qua một phát một là hết luôn. Lọc qua một phát một là sạch tưng luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Hôm nay trời rất là nóng nực, nhưng mà không vì thế Nguyễn Phát mình dừng lại trong công việc nghiên cứu để chế tạo ra được những sản phẩm giúp cho những anh chị em nuôi cá mình có cải thiện được cái chất lượng nước cũng như là cải thiện được cái chất lượng nuôi cá ha. Và trong thời gian gần đây, Nguyễn Phát mình có chế tạo ra được hai sản phẩm là Rocketlin V2 và Rocketlin Mini để giúp cho cái nguồn nước của chúng ta khi chúng ta nuôi cá nó trở nên nó tốt hơn, và từ đó giúp cải thiện sức khỏe của con cá. Thì mình xin nhắc lại cái công dụng của cái Rocketlin bên mình chế tạo ra là nó sẽ giúp cho cái hồ cá của chúng ta nước nó sẽ trở nên trong vắt như mắt mèo, và sức khỏe của cá cũng như là về cái cách chúng ta thưởng thức cái hồ cá của chúng ta nó sẽ rất là ok hơn. Nguyễn Phát mình có được những cái yêu cầu là nghiên cứu thêm về những cái sản phẩm giúp cho những cái hồ có cái dung tích lớn hơn, một hai khối, vài khối, để những người chơi có thể áp dụng được cho những cái hồ của họ. Thì không phụ lòng anh em, hôm nay mình sẽ công bố một cái sản phẩm mới cũng liên quan đến Rocketlin, đó chính là Rocketlin 1K anh em nha. Ok, quay trở lại video. Trên tay Nguyễn Phát mình đây là cái Rocketlin 1K nha mọi người nha. Thì bề ngoài nó rất là giống cái Rocketlin V2, nhưng về cái kích thước cũng như là về cái tốc độ lọc của nó sẽ gấp rất là nhiều lần so với lại cái Rocketlin V2. Này cho anh em xem ha. Và bây giờ là mình sẽ so sánh luôn cái Rocketlin V2. Đây, trên tay Nguyễn Phát mình là cái Rocketlin cũ. Đây, Rocketlin cũ và cái cây Rocketlin phiên bản 1K chuyên để xử lý cho những cái hồ có dung tích từ 500 cho đến 1.200 lít. Và cái tên Rocketlin 1K này nó tượng trưng cho Rocketlin một khối các bạn nha. Sản phẩm Rocketlin 1K hiện bây giờ đang có mặt ở Việt Nam do chính Nguyễn Phát vừa sản xuất vừa chế tạo cũng như là bán luôn. Ngoài ra nó còn có ở bên Mỹ do bạn Duy Nguyễn phân phối sản phẩm này. Là các bạn có thể lên các bạn search MO Aquatic, các bạn tìm bạn Duy Nguyễn để các bạn mua. Thì mình với bạn Duy thì cũng có cái mối quan hệ thân thiết, nên thành ra là khi mình chế tạo sản phẩm ra thì ở bên Mỹ các bạn có thể mua tại đất Mỹ qua bạn Duy Nguyễn các bạn nha. Còn ở Việt Nam thì bạn nào muốn mua các bạn có thể liên hệ trực tiếp Nguyễn Phát thông qua cái đường link bên dưới miêu tả video này. Ok, rồi đây nha anh em nha. Đây là cái một bộ combo đầy đủ của cái ống Rocketlin 1K. Thì để mình đem cái ống Rocketlin V2 vô cho các bạn dễ nhìn, sợ các bạn khó hình dung ha. Đó, về cái kích thước nó rất là to hơn rất nhiều. Tổng chiều dài của cái ống Rocketlin 1K này là 65 cm. Anh em có thể sử dụng cho những cái hồ dưới một khối cũng được, trên một khối rưỡi cũng được ha. Rồi thì đây là một cái máy bơm. Cái máy bơm này là một cái máy bơm không chổi than thế hệ mới. Nhìn bé bé xinh xinh vậy thôi chứ nó rất là mạnh luôn. Đây, điện 12V và đẩy cao được 12 mét ha. Công suất của nó là 30W, cộng thêm là trong cái bộ combo luôn là có một cái bộ nguồn rất là xịn, rất là nặng ha. 12V 3A. Rồi thì khi chúng ta sử dụng, chúng ta chỉ cần nhúng cái máy bơm này vô trong nước và chúng ta kiêm điện. Nước sạch, nước dơ sẽ đi qua đầu đen và nước sạch sẽ đi ra đầu đỏ. Bây giờ mình sẽ tiến hành thí nghiệm cho anh em xem. Rồi, ok, cái cách lắp đặt thì vô cùng là đơn giản. Các bạn chỉ cần nhúng cái máy bơm vô cái phần nước trong bể lọc hoặc là trong hồ cá. Nói chung ở đâu miễn ở đâu có nước để cái máy bơm này nó đẩy nước vô trong cái ống Rocketlin này là được các bạn nha. Không có cần cầu kỳ hết, hoặc là các bạn có thể giấu như thế nào đó, miễn sao nước dơ đi vô trong cái máy bơm và đẩy nước dơ vô trong cái đầu đen này và nước sạch nó sẽ đi ra cái đầu đỏ ha. Còn cái máy bơm đó thì Nguyễn Phát mình cũng đã nghiên cứu rồi, các bạn nên mua một nguyên bộ combo về, chúng ta chỉ cần sử dụng luôn, chúng ta không cần nghiên cứu chế cháo gì nữa. Sau đó chúng ta kiêm điện. Bây giờ mình sẽ bật công tắc điện lên đó.
Rồi, đối với những cái bạn nào mà lần đầu tiên sử dụng thì các bạn nên xả cái khớp này ra một chút xíu cho hơi nó xì ra, và sau đó là nước nó sẽ chảy mạnh ra để chúng ta sử dụng nha. Còn cái này đối với những cái bạn nào mà đã coi Nguyễn Phát lâu và coi rocket lin lâu thì các bạn thấy rõ ràng về cái chất lượng nước cũng như cái lưu lượng nước đã được cải thiện rất là nhiều. Bây giờ chúng ta coi lại, mình sẽ cho các bạn coi lại về cái chất lượng nước ở trong bể. Đây, cái chất lượng nước trong bể là như thế này đây. Rồi, ok. Rất là nhiều cặn bẩn luôn nha mọi người nha. Rất là xanh luôn. Rồi, sau đó chúng ta coi lại. Chúng ta coi cho lại chất lượng nước. Thì rất là nhiều bạn nói nước xanh xài đèn UV cũng được, nước xanh xài hóa chất cũng được. Thì đúng rồi, có rất là nhiều cách để trị nước xanh. Nhưng mà ở đây là lọc qua một phát một là hết luôn. Lọc qua một phát một là sạch tưng luôn. Chúng ta không cần phải rùm rà, và cũng chúng ta cũng không có cần về nhiều kiến thức về sử dụng đèn UV bao nhiêu thời gian hay này kia nọ. Chúng ta chỉ cần để vô rồi chúng ta lọc thôi. Đó, nè các bạn thấy không? Trong vắt vằn vặt luôn. Trong vắt vằn vặt luôn. Nhìn qua bên kia luôn. Đó, các bạn thấy lấy nét vườn rau của mình bên kia luôn không? Rồi, đó. So sánh với lại nước xung quanh. Nước xung quanh như thế này. Nước này nó như thế này. Đó. Rồi, thì tại sao cái ống chút xíu này lại có thể xử lý cho họ những cái hồ một khối rưỡi, hai khối? Thì có nghĩa là cái nước khi mà dơ nó đi qua một ống rocket lin một lần một là nước nó sẽ sạch luôn. Nó sẽ không cần lọc tuần hoàn giống như những cái hệ lọc cũ. Vì thế là những cái bạn nào đang xài cái hệ lọc cũ, các bạn có thể loại bỏ hết những cái vật liệu lọc ra, và chúng ta chỉ cần tách phân thô và sau đó sử dụng rocket lin. Tách phân thô để làm gì? Để làm giảm tải cho ống rocket lin này thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Giảm tải những cái phân lớn, cái phân nhỏ thì ống rocket lin, phân mịn làm đục nước thì ống rocket lin này sẽ xử lý. Còn đối với những cái phân lớn thì phân thô nó, bộ lọc thô nó sẽ xử lý. Thế là xong, một hệ lọc đơn giản mà hiệu quả ha. Các bạn thôi coi cái chất lượng nước nè, thấy đã ghê không? Ok ha. Thì cái này thì nói chung là mình cũng đã bán rất là nhiều rocket lin V2, rocket lin mini cũng đã bán rất là nhiều. Hôm nay chỉ mở bán thêm cái rocket lin 1K xử lý cho hồ một khối cho thôi, chứ không phải là cái gì đâu, nó quá to tát các bạn nha. Nên hoàn toàn các bạn có thể yên tâm để sử dụng. Đó. Nước nè. Đó. Ok ha. Sao? Xong.